95 tuổi, ông Nguyễn Đức Vân vẫn nhớ vẹn nguyên cái ngày được kết nạp vào đoàn thanh niên cứu quốc và thực hiện nhiệm vụ ra báo hồn nước để tuyên truyền tập hợp thanh niên vào năm 1944. Từ đây ông Vân đã xác định được hướng đi cho mình là theo Việt Minh, hoạt động trong tổ chức đoàn thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu, lực lượng nòng cốt xung kích trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội sau này. Lúc đó chơm chớm trong lòng là đi theo con đường lật đổ Tây để mà lấy lại độc lập cho đất nước. Cái chuyện mà tra tấn rồi hỏa lò rồi vào tù thì là cái chuyện bọn tôi nghĩ thường xuyên, bao giờ phải chuẩn bị cái đó. Đấy, và mình đã dấn thân làm cách mạng rồi thì mình phải sẵn sàng hy sinh. Suốt 30 năm chiến tranh giải phóng, từ năm 1945 đến năm 1975, đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các phong trào ba sẵn sàng ở miền Bắc, năm xung phong ở miền Nam đã thôi thúc hàng triệu thanh niên tình nguyện lên tuyến đầu của cuộc kháng chiến và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó mà Đảng yêu cầu. Sau này, phong trào thanh niên xung phong lên rừng xuống biển đi xây dựng kinh tế mới đã để lại nhiều dấu ấn nơi miền Đông, miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên. Các phong trào do đoàn phát động đã thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, khao khát được cống hiến, dấn thân. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, cái mũ tam mèo, khẩu súng trên vai, cái đó nó trở thành một cái biểu tượng đẹp. Độc lập dân tộc là cái nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên. Chính vì thế cái sự hấp dẫn đó là cái sự lôi cuốn của chúng tôi vào các cái công việc của cách mạng. Lúc đó nếu như mà không tham gia một tổ chức thì cảm thấy là con người mình lẻ loi lắm. Hiện nay đứng trước một thực tế là không phải không có một bộ phận thanh niên sống xa rời truyền thống, thờ ơ vô cảm, ít quan tâm đến tình hình đất nước. Một số hoạt động của đoàn còn giàn trải. Đây là những thách thức đòi hỏi tổ chức đoàn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đoàn. Phải luôn đặt các bạn trẻ ở vị trí trung tâm của các hoạt động, các công việc mà đoàn triển khai. Và thông qua đấy thì phát hiện ra những cái tấm gương điển hình tiên tiến, những người đầu tàu, những người giỏi nhất để cùng đồng hành với mình, cùng lôi kéo và dẫn dắt các bạn thanh niên khác. Những định hướng như vậy để đoàn thực sự trở nên hấp dẫn hơn, thu hút hơn, không còn sơ cứng, không còn để tình trạng phai đoàn. Chặng đường 90 năm, từ những ngày thành lập, vượt qua bao hy sinh gian khổ để đất nước có được vị thế và uy tín như ngày nay, cho tới cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì đóng góp lớn nhất, có ý nghĩa nhất của tuổi trẻ Việt Nam, đó là sự dấn thân. Dấn thân vào những nơi khó khăn, dấn thân vào những việc mới, lĩnh vực mới để rèn luyện, cống hiến. Kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Thanh niên công bố mới đây cho thấy, có 93,7% thanh niên Việt Nam thể hiện lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Nhưng không vì thế mà tổ chức đoàn tự hài lòng với chính mình, mà phải tiếp tục hành trình không ngừng đổi mới để đủ năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng cho thanh niên, sống có trách nhiệm với Tổ quốc.